Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì đợt này bên em có về một cái dòng xe mà có giá thành tương đối rẻ để cho phục vụ các bạn học sinh cũng như là các cô chú anh chị có nhu cầu mua một chiếc xe đạp không cần quá cầu kỳ về cấu hình cũng như là cân nặng thì có thể tham khảo qua cái dòng xe này. Đây là mẫu Decathlon RD328. Thì mẫu này đang có giá là 3.380.000 nha mọi người. Thì hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá trong tháng 5 này, thì được giảm 200.000, thì mẫu này chỉ còn 3.180.000 thôi. Rồi bây giờ thì mời mọi người theo dõi xem là chiếc xe này với giá là 3.180.000 chúng ta sẽ được trang bị những gì. Thì đầu tiên ở đây khung chúng ta sẽ được sử dụng một khung thép nha mọi người. Như mọi người nhìn mới hàng là sẽ biết ngay là khung thép nè. Thì những cách phân biệt mà khung nhôm với khung thép á, thì anh Thành được đã lên rất là nhiều video để mà hướng dẫn mọi người xem như thế nào biết là khung thép hoặc là khung nhôm. Thì đó, mối hàng ở đây thì mọi người nhìn nè, nó sẽ là khung thép nha. Đó, mã của nó là RD328. Thì về chất liệu sơn của dòng này á, em thấy đây là một mẫu xe mà có cái giá thành rẻ. Tuy nhiên, cái nước sơn của dòng này đem lại thì khá là mỹ mãn nha mọi người. Đó, cái chất sơn này nhìn không khác gì một chiếc xe cao cấp. Đó. Rồi, thì đây có chất liệu là khung thép nè, dây thì đi ngoài nha mọi người. Đó. Rồi, bánh thì chúng ta sẽ có lốp của CST kèm theo là bằng nhôm. Thì thông số của lốp này là 700 x 25C nha mọi người. Đó, phục thép nè. Rồi, phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái ghi đông ngang kèm theo đó là một cái bô tang. Thì chất liệu ở đây là bằng thép nha. Đó, trên này thì chúng ta kết hợp được cái thẹp tay đề giữa tay đề bấm xả nè, rồi kết hợp với thắng nè. Thì nói chung một cụm này luôn, ba gồm có ba đĩa trước. Đó, bên này ba đĩa trước nè và 7 clip sau. Thì mọi người đề lên thì ở dưới mà mọi người xả thì ở trên nha. Rồi, xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái thắng đĩa cơ. Thì thắng đĩa cơ này trong tầm giá này được trang bị thắng đĩa cơ thì phải gọi đây là một chiếc xe phải gọi là cực kỳ hợp lý trong tầm giá nha mọi người. Tại vì thường những mẫu xe khác thì sẽ không được trang bị thắng đĩa cơ trong cái mức giá như thế này. Đó. Rồi, bộ chuyển động thì ở đây chúng ta sẽ có một đùi đĩa đề ca long nè, thì gồm có 3 đĩa trước. Đùi đĩa này là đùi đĩa góc vuông nha mọi người. Đó, gạt đĩa nè. Rồi, phía sau thì chúng ta sẽ có 7 clip sau kèm theo là một cái cùi đề. Đó, thì cùi đề này nó khá là đặc biệt là nó sẽ có thêm cho mình một cái bảo vệ cùi đề nữa. Thì khi mà có ngoại lực hay là mọi người lỡ va chạm từ bên ngoài vào á, thì cái chắn cùi đề này nó sẽ giúp cho cái cùi đề của mình không bị cong, không bị gãy. Đó, một cái đặc điểm rất là nhỏ nhưng mà hiện tại là ít có dòng xe nào được trang bị những cái này. Mặc dù nó trang bị thêm nó sẽ khiến cho chiếc xe của mình nặng hơn, nhưng mà có cái này nó vẫn an toàn hơn nha mọi người. Rồi, bên này thì cũng được sử dụng thắng đĩa nè. Đó, lốp của CST. Rồi, thì yên xe của con này cũng khá là hầm mố. Tuy mặc dù đây là một chiếc xe có cái phân khúc giá rẻ thôi, nhưng mà yên ở đây vẫn là hình thức yên của một chiếc yên xe thể thao. Rồi, bê đan nè. Đó, khá là chỉnh chu ha. Rồi, thì giá con này là 3.180.000 ở thời điểm hiện tại nha mọi người. Thì mọi người mà muốn mua cho con em chúng ta hoặc là mua cho mình về đạp thể dục, một chiếc xe nhẹ nhàng đơn giản không cần quá cầu kỳ về cấu hình cũng như là trọng lượng, thì đây là một cái mẫu xe mà bên em đã đánh giá chất lượng rất là cao về dòng này. Đó, mọi người có thể tham khảo qua cái video này hoặc là các cái kênh truyền thông khác. Rồi, chi tiết sản phẩm hay là mọi người cần tư vấn thêm về màu của con này thì có thể liên hệ vào số điện thoại em để bên dưới nha. Rồi, video ngày hôm nay thì nói sơ sơ về dòng xe RD328 này để mọi người cùng tham khảo. Mọi người đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Tâm Đức Cycle nha. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.